Dạ vâng, xin chào các bác và anh em. Rất là vui vì hôm nay lại tiếp tục được lên một cái video. Và hiện tại trước mắt các bác anh em đây là một bộ dàn loa karaoke Wook 1000 Fabulous mà em đang phối ghép gửi cho anh Vương. Anh Vương thì anh ở Hà Lan, anh có đặt anh em cho em một bộ dàn bao gồm đó là một đôi loa Wook 1000 Fabulous, một đôi loa với giải 5 đường tiếng nhảy, 2 loa bass 20, một loa chung cũng như là 2 loa chép mảnh cho cái giải âm sắc bass chung chép rất là đều và rất là đầy đủ cũng như là rất là sắc nét. Tiếng bass thì rất là mềm mại cũng như là rất là du dương. Và một cặp đẩy vãi 7 DC phiên bản màu vàng gold limited. Và cuối cùng đó là một cặp mic của VK31. Thì khi anh mua cái bộ dàn này thì sẽ được tặng ngay cái cặp mic này. Và bây giờ em sẽ mời các bạn anh em đi thưởng thức cái chất âm đến từ cái bộ dàn loa karaoke của anh Vương. Và cũng rất là cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ anh em cho em một cái bộ dàn loa karaoke rất là xịn sò như thế này. Và trước khi nghe nhạc thì các anh em đeo tai nghe để có cái cảm nhận tốt hơn về cái chất âm của cái bộ dàn loa karaoke này. Và các bạn và anh em mới được thưởng thức xong cái chất âm đến từ cái bộ dàn loa karaoke của anh Vương. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn anh Vương cũng như là các anh em cách kết nối cái bộ dàn loa karaoke này. Về cái bộ dàn này thì kết nối cũng rất là đơn giản cũng như là dễ dàng. Trước tiên đó là các bạn và anh em đi đường dây mic này. Mic này là mic out, mic thì xuống dưới mic in của đẩy. Tiếp đến là các bạn anh em cắm nguồn cũng như là cắm hết các chân loa đỏ đó vào với đỏ, mà màu khác màu thì các bạn phải nhắm cắm vào màu đen, âm với dương đấy. Tương tự khi mà chúng ta cắm ở chân loa thì cũng sẽ cắm tương đồng khi mà chúng ta cắm ở trên đây. Tiếp đến là các anh em nếu mà đang chơi cổng quang thì cũng có thể cắm vào cổng optical hoặc là chơi cổng aux, ta đường dây tín hiệu đó lấy từ tai nghe hay là lấy từ tivi, thì hoặc là đôi khi chúng ta cắm vào điện thoại thông minh cũng được vì đầu bông tai nghe mà. Thì cắm vào cổng AUX1 hoặc là AUX2 để có thể chơi. Ngoài ra thì về cái cục đẩy vang này thì các anh em cũng có thể chơi ở chế độ đó là USB hay là Bluetooth khi mà chúng ta chơi ở chế độ Bluetooth này thì cũng có thể kết nối qua điện thoại smartphone hoặc là USB thì chúng ta cắm USB vào đây. Về các phím tinh chỉnh dưới này thì khi mà anh em cho em xếp hàng thì cũng đã có căn chỉnh sẵn cho các anh em rồi. Trong quá trình chúng ta chơi chẳng hạn là ví dụ chị nhà của các bác và anh em mà có cái tông giọng rất là cao thì cũng có thể giảm cái chép và tăng cái độ trầm lên. Còn chúng ta anh em đàn ông thì có cái giọng rất là trầm thì đôi khi chúng ta sẽ giảm cái phần low đi và tăng thêm cái phần high lên để cho cái lời ca tiếng hát nó được tươi sáng. Còn cái giải bass chung chép này thì trong quá trình chúng ta sử dụng thì cũng sử dụng rất là dễ dàng. Chẳng hạn các bạn anh em nghe cảm thấy thiếu giải bass thì cũng có thể tăng giải bass này, hay là thiếu mid thì tăng mid, mà thừa chép thì cũng có thể giảm chép bằng những cái chính tôi viết hai cạnh này, cũng rất là đơn giản dễ dàng thôi. Về chiếc mic anh em cho em tặng cho các anh em thì hát với cái tiếng rất là chân thực. Thì lát nữa ở phần cuối video em sẽ để một đoạn hát karaoke để các anh em cũng có thể cảm nhận được cái chất âm đến từ bộ dàn này. Và một lần nữa rất là cảm ơn anh Vương đã tin tưởng và ủng hộ anh em cho em một cái bộ dàn loa karaoke rất là tuyệt vời nha. Và các bạn anh em nào mà đang có nhu cầu mua cho gia đình nhà mình những cái bộ dàn loa karaoke thì cũng có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ ngay với anh em cho em qua số line trên màn hình. Thì ở bên em sẽ hỗ trợ cũng như là tư vấn cho các bạn và anh em, và trong mùa dịch thì chúng em sẽ bao ship cũng là tặng đầy đủ dây dắt để các anh em có thể có một cái bộ dàn loa karaoke chơi trong cái mùa dịch bệnh như thế này. Và nếu mà các anh em cảm thấy video này hay thì cũng có thể để lại một like và một đăng ký kênh. Nếu mà chưa đăng ký kênh thì sẽ đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo khuyến mãi hay là những cái video sớm nhất từ bên anh em cho em. Và bây giờ mời các bạn và anh em theo tai nghe để cảm nhận tiếp tục cái chất âm đến từ cái bộ dàn loa.